So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip show thao tác tay nha. Hơi cung phu một tí nhưng mà ok, ấy rồi, được chưa anh em? Ngày hôm nay thì mình sẽ bắn khẩu M200 VIP nha, bắn đầu đơn luôn. Rồi khẩu này thì có khả năng là đục thùng phát trên luôn. Đục thùng quá hít. Ôi, ôi rồi ôi, mình xin. Cái gì đây bạn? Sao lại chơi cờ xiển? Nào, mày làm sao? Chơi với em đi. Quầy à, hay nha. Được. Mới đầu dạo dạo tí anh em. Dạo dạo tí. Ai ạ, ai ạ, từ từ anh ạ. Từ từ, từ. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Ui, nhà tiếng chuột chuột anh em có thấy phấn khích không? Chơi mẹ đi. Chơi mẹ đi. Áo. Chơi mẹ đi. Ô cậu. Chơi. Ôi. Cái thằng này mày không đúng đúng tầm nào. Không đúng tầm một tí nào cả. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ui trời, combo 7. Combo 8. Ui trời ơi. Nào nào nào. You ok. Ôi trời ơi, combo 9 mẹ luôn đi người. Cháy chưa? Cháy chưa? Hôm nay bắn đấu đơn 5. Ôi thì chết rồi. Bắn đấu đơn 5 phút nha. Ui trời ơi, cháy ngay. Vừa vào đầu game là quả combo 9. Từ từ nào, hồi sinh này. Khốn nạn thật. Ok. Quả như thế mà lại trượt à? Ảo thật sự. Rồi, nào. Chuột, ai hồi sinh, hồi sinh. Ui lại hồi sinh này. Ôi giời ơi. Mẹ hồi sinh liên lia anh em ạ, vãi thật. Nói chung là cái phòng 5-6 phút này mà chơi từ đầu mà full người thì hơi bị nhiều kill đấy anh em ạ. Phải được 40-50 kill. Ai 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 ai. Không chơi cận chiến nha, không chơi cận chiến nha. Chơi về fan play nha, chơi về chơi đẹp nha. Chơi về, ai à. Chơi phải chơi đẹp nha. Combo 4 này. Quả nhẫn này tăng combo lâu phết anh em ạ. Đi đâu bạn, ok. Đi đâu bạn, ok. Đi đâu bạn, hết combo rồi. Làm sao mà ăn nào, giờ thay tí đạn đã, bắn hết cơ đạn anh em ạ, cháy thật sự, cháy thật sự. Nào chơi đi, chơi đi, chơi vậy. Ok, chơi vậy đi. Nào thí sinh tiếp theo, thì nước nước nước, bắn thằng nước trước. Ui ui, quả đục trách sang trái một xíu xíu nữa thôi là thằng nước chết anh em ạ. Rồi đâu rồi các thanh niên đâu hết rồi. Ra cầu này, một cầu vừa chạy qua đục nhanh tí nữa là nó chết, đục nhanh tí nữa chết, nhưng mà nó lại xuống nước. Mình rồi chết rồi, mình lại hợp nhau đến như vậy. Nói chung bắn đấu đơn để bắn M200 thì hết sảy rồi, nhức cái nách luôn. Chơi bạn đây đây đây, ai à, thay chưa có chết. Ôi, thôi 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 mẹ thì đeo nào mẹ. Wow, bắn sniper một thân toàn chơi cận chiến vậy bạn trẻ. Nào chơi, chơi mẹ đi nào. Ai ai ai, thằng này cun. Nước này, ai ai. Bình tĩnh nào. Tụt cầu thang. Tụt cầu thang, ok. Ui, liên hoàn mít anh em ạ. Nói chung ở cái chỗ tụt cầu thang là hơi khó bắn. Ui giời, thành niên vừa hết hồi sinh sao. Bạn đèn lắm. Cái này mà bắn được cả đang nháy thì ngon nhỉ. Bắn được cả khi đang nháy thì quá tuyệt vời luôn. Kiểu không được bất tử 3 giây. Cái hồi sinh là bắn thì ngon. Không phải đợi đó hết đỏ anh ạ. Ui ơ, cái gì đấy? Từ anh ơi. Cái gì đấy anh? Ui mẹ thằng này. Mày máu liều nhiều hơn mà não à? Ừ. Chơi mẹ đi. Mấy thằng này định quay mình anh em ạ. Sợ thật đấy, ảo thật đấy. Rồi hồi sinh này. Chơi mẹ đi. Ai, 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 ai. Lại đến lượt thằng này. Mì. Ôi thôi tao tay ra. Thay lại, thay lại, thay lại. Bình tĩnh cái nào anh trai, bình tĩnh nào. Thí sinh tiếp theo. Đây 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 đây. Con nào? Con úi sỏi đục thùng chưa? On hit ngay, on hit one kill ngay. Bỏ nước này. Úi giời ơi. Úi giời ơi, lại nước. Cái gì đây? Một thằng cầm dao, một thằng à đâu, một thằng cầm quạt và thằng cầm xẻng à? Ô các bạn lại đi solo sniper chịu rồi. Úi sợ được chưa? Cháy chưa? Cháy chưa? Cháy chưa? Hôm nay không những show thao tác tay mà show cả thao tác chân nha. Mỗi tội thao tác chân là hơi nhiều lông tí. Rồi, nào. Chơi bẹo đi. Chơi bẹo đi. Ok. Chơi ơi. Ui. Mất thời gian với thằng này quá. 15 giây cuối đây. Đây đây đây. Đây. Chơi à, thằng này đua Karambit chứ không phải quả định các bạn. Đua Karambit với một thằng xẻng. Ui. Ui. Quả thế mà chuột anh em ạ. Ảo thật đấy, 3 giây, 2 giây rồi hết rồi, hết rồi. Hết cơ hội gì anh em ạ. 38 kill cũng được anh em ạ, cũng đẹp. Như cái nách ngay anh em. Được chưa? Đấy anh em cứ gào thét là clip show thao tác tay đấy, thao tác của anh em ấy nha. Cố gắng lên khoảng 100.000 lượt xem là được rồi.
Rồi và rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, quên lại truyền hình một like và subscribe, nhớ bấm chuông nhận được báo clip mới nhất của mình nhé.